Rồi đây nha mọi người, đã đến nơi rồi đây nha mọi người, đã đến cái khu gọi là trung tâm nguồn sỉ của châu Âu đây nha mọi người. Đi mua hàng hôm nay mưa mọi người, thời tiết ở Tây Ban Nha cũng xấu, mưa. Mình sẽ vào đây để lấy hàng đây mọi người. Cái chỗ này. Ni hao, hola, ni hao ma. Nhỏ này đi theo luôn này, ai cũng biết hết. Ni hao ma, hola. A tòng mẹ lấy cái xe vô đi đi. Mọi người ơi, thấy không, mẫu túi xách mới nè mọi người. Có ai có mẫu túi xách này chưa? Nó quá độc đáo luôn. Có các màu nữa mọi người. Đây là cái điện thoại nha, cái điện thoại bàn ngày xưa nè. Túi vest mình hay mua ở đây nè. Đó, chỗ đây là chỗ mình lấy những cái túi xách mà đặc đáo như vậy đó mọi người. Đây là cái tàu Titanic nè. Đây là cái shop gì, shop may quần áo rồi. Ngựa vàng nè mọi người. Rồi là đàn vĩ cầm, đàn piano, bánh trái rồi, nhà cửa, cá, tôm, mực rồi gì có hết nè mọi người. Đó. Nhân viên cũng toàn là người Trung Quốc hết nha. Sassida the color yellow. Just yellow. Elle est noire. Fini. Ça aussi. Fini. Chỉ còn một trái thơm màu xanh này thôi. Mình sao vào cái nhà này đẹp không mọi người? Đấy, mẫu nhà này về bán. Túi như kiểu mũ bảo hiểm này mình bán chạy lắm mọi người nè. Cái nói là cái này là kiểu túi và túi ba lô mọi người. Dòng ba lô. Đấy. Ok, mình sẽ bắt đầu xuống lạc dòng. Bắt đầu gì? Lớ? Nó? Nhỏ, nhỏ này. Đứa mẹ con rớt túi sách nó bể. Ở đó. Chị kệ. Tâm sát hả? Tâm sát mình nó hả? Bà sao nè? Ta nó? Túi rinh rinh này. À, oui. Je vais. Esta nuevo. Cầm là thấy. Esta Francia vende mucho. Mua cái túi mặt sọ này mọi người. Mà mọi người nghĩ có người phụ nữ nào chơi nổi cái này ra đường không? Gỡ mua là anh này thích vậy. Tới cái shop túi sách này là cũng là ổng luôn á mọi người. Sợ ngọt đi. Đây là giá shop. What do you want to get? No, no, no. Ủa, ác rong á. Gone, quý. Để bố. Ai thấy đẹp chị không chứ chị mình thấy nó khủng bố rồi đó. Đâu có chứ. Vậy quan tôi nào? Những cái vần lửa vàng. Vì nhìn thấy Elia lớn. Nói bữa nay lớn quá. Hồi trước dẫn đi qua đây á mọi người, bé tí à, hai tuổi, một tuổi mới đi chừng thôi. Mấy nhân viên giờ thấy là lành quá nên mất cười. Ari, stop. Ni hao. Ni hao ma. Oui. Ah, si. Oui. Ah, vous pas jamais vu un bébé? Oui. Bébé ici deux fois. Oui, oui. Ah, d'accord. Cái chỗ này dẫn em tới hai lần rồi mà bạn. Mình đến đây để mua cái túi sách thời trang này đây mọi người. Ôi, xịt thô mi mi. Đây là dòng túi sách cho toàn Mỹ.
Ôi đẹp quá, ôi đẹp quá ta. Mẫu này đẹp quá. Ôi xa xì rú li. Và không không. Sao lại mignon hả? Ôi mignon hả? Có cái này cũng mignon hả? Mẫu này thấy đẹp không mọi người? Đẹp ha. Này bằng cối mọi người. Bằng túi cối, cái loại túi cối ở Trung Quốc mình. Này nó mô hình nó rinh rinh nữa nè. Cái rinh rinh nữa nè. Cái mẫu này thì thường rồi. Nào, lấy cái này nha. Sao hẳn số đi nè. Cái này cũng đẹp quá ha. Ê, là mình chọn mẫu này. Ở cái quầy này thì mình thích ở cái chỗ này á mọi người. Cái túi, những cái mẫu túi này nó nhán như hiệu em ca. Cũng đẹp lắm mọi người. Đẹp. Ở đây mặt hàng mùa hè về rồi đấy mọi người nè. Ôi trời quá đất mũ nón. Như này là người ta cập nhật mà đồ mùa hè về rồi. Là bán các lo túi sách nam nữ có hết nha mọi người. Mình thường lấy các mẫu này mình bán đây. Đó. Túi này là nhà dòng nhái của Michael Kors. Mấy cái loại túi model nha mọi người nè. Louis Vuitton. Lâu ngày quá quen rồi, quen mấy bà chủ ở đây rồi. Sao mặt chậu quạo vậy? Nhớ không? Nhớ không? Nhớ không? Nhớ không? Nhớ không? Ở đây kia, chị đi nỉ hảo. Nhớ không? Nhớ không? Nhớ không? Kì kì. Giỡn đi tới đâu còn giỡn. Ở chợ là thà là ai cũng biết mà tới chỗ sỉ này là ai cũng biết luôn á mọi người. Vì đi với mẹ sang đây mua hàng từ lúc 2 tuổi 1 tuổi kia mà. Nhưng là đi tới đâu ai biết là sao lại sô cô. Đó cô chủ cho bánh ăn nè. Chứ cứ nhìn đây con. Đó cô chủ đi tới đây cô chủ cho nè. Đó cô chủ này cho đây nè. OK. Chia. Oui, oui, oui. Bye bye. Bye bye, tạm biệt. C'est bon? Mua một ít đồ xong rồi là bây giờ mình vào cái siêu thị này để mình mua trà sữa đây mọi người ơi. Chán quá. Wow. Nhà mình thì thường hay vào siêu thị tàu này mọi người. Cái khu này toàn bộ là khu tàu hết mọi người ơi. Nên là siêu thị cũng tàu, đồ ăn thức uống cũng tàu, cái hàng sĩ cũng tàu đấy mọi người. Trà sữa Hồng Kông, Đài Loan gì đó mọi người. Ni hao. Ni hao ma. Cái quá bông. Cái quá hảo. Đi, attends. Cái gì đây mọi người không hiểu. À, giờ đây mắt cha. Matcha. Matcha is some made matcha. Matcha comes. Wait. Moi, moi, hein? Si vios caliente. Moi, je. Comme ça? Este mediano. Oui, c'est là. C'est là. Si frios. Cô chủ nhỏ, vui tính đó mọi người. Sita có nhiều cái nói chuyện không hiểu trời ơi. Đây á mọi người, bên trong siêu thị này bán rất là nhiều mọi người, rất là nhiều các sản phẩm từ Trung Quốc nội địa rồi là Nhật Bản mọi người, có trái cây, có rau quả, ly ghi luôn mọi người. Voilà, chào chào, tạm biệt.
Đây mọi người. Giờ thì cả nhà mình sẽ tới cái restaurant này ăn nha mọi người. Restaurant Chinoa này. Thì nhà mình thì thường mà hai vợ chồng mình thì thường đi mua đồ là thường tới cái restaurant này để mua đồ. Nó mi hay hơi vui lấy cô inside vô chối đi khó quá chừng quá đổi cái nhỏ này luôn á, đi qua đây nè đi biết nè đứa sao mà đi hả đi hả cầm sớm cô đấy phi đê mê bếp 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 ít con mình sẽ lấy đũa. Không biết là trứng gì nữa mọi người, trứng năm tương thì phải. Thôi mình cứ lấy 4 quả cho nhà mình đi đã. Nè, nè. Mở cái trứng năm tương này mọi người. Không, trứng gà ngâm tương thôi. Nó là trứng gà ngâm tương bình thường. Attends. Le camion est juste là. Fais ouvert. Là là. Đây nha mọi người. Để gọi món rồi. Nè, nhà mình là cả nhà mình đang ngồi ăn. Chào mọi người đi con. Mong. Ồ, lúc mua hàng thì trời mưa nha mọi người. Trời mưa trời gió nhưng mà tự nhiên giờ tới trưa rồi trời đẹp dễ sợ luôn mọi người ơi, coi nè. Đây, nắng chang luôn mọi người. Đây. Thời tiết quá sức đẹp. Ở Tây Ban Nha này là khí hậu nó giống Việt Nam mình luôn á. Mưa chút có chập nắng lên. Chứ mà ở Pháp mà mưa xong là thấy tuyết luôn á, thấy băng, thấy tuyết luôn. Không bao giờ thấy nắng. Mình sau cơn mưa trời lại nắng, chứ ở đây sau cơn mưa trời rồi băng luôn, trời băng giá luôn, đóng băng luôn. Xe bốn ngay đây nha. Nhỏ quậy quá trời ơi. Đi vừa đi mua hàng vừa dắt theo bà nhỏ này dễ sợ. Quả quậy kinh khủng, cho quả nè. Ăn thử cái trứng ngâm tương nè mọi người. Món xưa nè. Ngon. Nhà hàng này mình ăn hoài á. Đi có cái hai nè. Đi qua Pháp á, việc ăn uống mà ăn trong nhà hàng á là rất là dè chừng. Bởi vì giá thành ở Pháp rất là đắt. Ít khi mà được đi ăn nhà hàng ăn thoải mái lắm. Nhưng mà qua bên Tây Ban Nha này giá thành nó rẻ mọi người. Đó như chẳng hạn mua mấy cái ly trà sữa này là 17 đồng. Chứ nếu như mà mua này ở Pháp thì cũng phải hai mấy đồng. 8-9 đồng một ly. Nói là qua đây mình ăn nhà hàng thoải mái, ngon. Ngon, rẻ. Tại vì ngay đồ sỉ á. Chắc cũng có thể là họ mua hàng tại cái những cái khu sỉ này cho nên họ bán giá rẻ. Với lại là hầu như họ bán cho công nhân kiểu như kiểu phục vụ bán hàng á mọi người. Trong mấy cái quầy bán hàng là có nhân viên rồi đó. Thì mấy cái quán ăn này chắc có lẽ phục vụ cho nhân viên bán hàng, thành ra người ta bán rẻ. Vô Elijah, vô. Yeah. Ngon ha. Còn trứng chưa? Ngon sẽ bố. Hola. Bạn ghê. Món mì xào bò. Đấy. Nó ăn bên mì xá. Oh my god. Cái dĩa mì nó mọi người thấy nó ứ nự không?
Nó to giờ đây có mấy đồng thôi mọi người, đến 5-7 đồng. Để tiếng nữa tính tiền mà mình coi thử là bao nhiêu mình sẽ nói chính xác giá cho mọi người xem ha. Đó, mấy cái dĩa mình này. Thấy đã quá ha. Em ơi. Nó giống mì đen. Trộn mì đen mọi người ơi. Ăn đũa này, nhìn nè. Thấy không mọi người? Ăn đũa được với lại là cầm tay trái luôn đó mọi người. Hả? 2 năm đi rồi. Từ không phải 2 năm mà là từ lúc 2 tuổi luôn đó mọi người. Từ lúc 2 tuổi nó biết cầm đũa và nó gấp đồ ăn. Không ai bày nha. Mình không hề bày ăn như vậy. Con nít vậy sao bày? Tự nó muốn làm thì nó ăn. Cái dĩa mì này phải là 2 người ăn đó mọi người. Người thì không ăn hết nổi đâu. Alo, cắt được không? Alo, alo. Wow. Bravo. Hola. Hola. Ngon lắm mọi người. Đây cái tô của anh xã mình là như thế này đó mọi người. Hấp dẫn không mọi người, chợ cái tô ứ nượng. Thịt rất là mềm, rất là ngon như kiểu bánh canh mình đó mọi người. Mà ngon lắm. Alo. Mời nhà, mời cả nhà nha mọi người. Bon appétit. Cùng ăn với gia đình Cathy nha mọi người. Gia đình mình đi đâu cũng có vợ chồng con cái theo nhau đó mọi người. Mời cả nhà nha. Ê, ngon quá. Con ăn cái sữa đây. Con đũa nè. Trời. Đó nó nói bằng được không? Đó đũa cho bằng được không? Xả chơi quả bia này. Không biết cái loại bia gì. Bia sao vàng. Không phải là sao vàng Việt Nam. Này xem. Tôi sẽ riêng. Tôi sẽ riêng. Còn một dĩa mì. Hai người, không ba người. Tôi mày mà phải ba người ăn. Bởi vậy hồi bình thường á, hai vợ chồng mình mua hai dĩa mì hoặc là hai phần ăn đó, gọi là hai phần ăn đó. Không bao giờ ăn hết. Ví dụ một dĩa cơm, một tô mì cũng không bao giờ ăn hết. Trời mọi người mà thấy cái dĩa cơm mà thâu luôn á. Có khi cả nhà ăn cũng mấy. What's a pisipo? The pisipo là cái gì? Ú là lo. Nào quá mọi người ơi. Mama.
4 người thì không thể nào mà ăn hết 3 cái phần ăn được. Có thể nói rằng là 4 người là ăn hết 2 dĩa mì này thôi đó. Đó, mọi người thấy không? Đó, đó. Nhiều mọi người nhìn này, ăn nãy trừ một cái dĩa mì nữa. Ha, nhìn ha. Cái này đưa cho mấy thánh nào mà thánh review ăn, mấy thánh ăn nhiều không? Khoái. Chồng cả ăn nhiều cả đó mà mới ăn nổi. Giờ tự nhiên nắng hẹp vậy, nắng nóng nữa mà. Giống người Việt Nam. Có chút khí hậu như này. Nắng rồi, không gắt không. Chờ mình cho tính tiền này mọi người. Là ăn bia. What? Món bia? Aqua. Small what? Nabi. Zé. Cá. Quanto? 4. À, mình trả 27 đồng nha mọi người. Thấy không? Ăn thả gà. Ăn thả gà vậy là được tính 27 đồng nha mọi người. Không có cái bill hóa đơn. Gracias. Gracias. Mọi người xem nhà hàng ở trong này nha. Rẻ mà đúng không mọi người? Ăn 3 phần thức ăn. Với một chai nước, với một chai bia, với 4 cái trứng đó mọi người, 4 cái trứng ngâm tương đó là 27 đồng, chưa tới 30 đồng. Mà mọi người biết hả, ăn nội cái hamburger thôi, Burger King thôi, lúc nào cũng lại là 36 đồng, 32, 33 đồng đó mọi người. Rồi, giờ tiếp tục lên đường. Cho nhóc làm sao rồi? Nó hai bà kìa. Ok. Đi cô. Thầy lấy ra giữ em con, xe nó chạy nó động mất con. Hola. Chỗ này mình là lấy nước hoa đây mọi người nước hoa có sẵn ça c'est quoi le sommeil de. Nhìn nè mọi người, mấy cái này phát thích lắm. Mèo 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 thằng tài đấy mọi người ơi. Mấy con này mấy nhung quá mọi người ơi. Này lấy gì ta? Mình đi mua hàng sỉ mọi người biết không? Rất là có cái lợi luôn mọi người. Là mình thích mua đồ gì cho nhà mình là mình lấy luôn đó mọi người. Sỉ lẻ gì có hết luôn. Người ta chỉ ưu tiên cho những cái người mua hàng của người ta thì người ta bán thêm số lượng lẻ. Ví dụ như mình mua một cái, đa phần là mình mua lô như thế này, nhưng mà có cái vật dụng gì mình mua một cái người ta cũng bán cho mình. Chứ còn nếu như mà mọi người từ
những cái người mà không hề mua hàng ở đây á, mua sỉ á, thì người ta không có bán số lẻ cho mình đâu. Nên là mình tận dụng là mình mua những cái gì nhu cầu thiết yếu thì nhà mình là mình lấy luôn mọi người, ngay tại giá sỉ luôn. Đi đâu cũng có quà trời, nè nè, vô cái chỗ này là người ta cho quà này nè nè. Úc có cà đồ. Chị đi chia chia. Chia chia, ấy. Đi chia chia. Hola, Minion. Hola. Trong này bán trang sức nè mọi người, vào đây là thôi chối lóa, chối lóa. Các phụ kiện về trang sức. Dây chuyền nhẫn. Cho đi làm lần mọi người. Cho tập làm lần là đi lấy hàng mai mốt rồi. Đi lấy hàng cho mẹ bán luôn. Lửa đây. Chưa. Đứa con đây con định này. Đứa con đã. Lấy gì đây? Lấy cái măng này làm gì? Đây. Đây đây. Bây giờ đây mọi người. Lấy cái này đây. Lấy cái mặt hàng trang sức nữa nè. Con có bán cái tầm đó mọi người, nhưng mà thấy là mình con có mấy cái mỏ tầm đẹp quá. Dục dài luôn á mọi người, quá chừng. Khu chợ sỉ này là cũng giống như nhà nó luôn mà. Đi tới đâu là nó quen thuộc rồi, nó lấy hàng rồi nó nhận quà rồi cái nó ủa từ từ. À đúng rồi, mở cái chỗ này. Ô, té thấy chưa? Đua xe mông. Ồ bà giả đò té đó. Chạy từ từ con, ê, nó không nghe hả? Một cái shop như thế này là bao gồm rất là nhiều các mặt hàng luôn mọi người. Từ mắt kính cho tới mũ cho tới đó kiện gì đó, kính thưa các loại. Mọi người có muốn bán cái mặt hàng gì thì mọi người tới đây lựa chọn. Đây là những cái hàng mà chuẩn bị ra mắt cho mùa hè đó mọi người. Mình hay bán cái loại này, rất là chuộng model lắm á mọi người. Ở đây là người ta nhập cái hàng mà gọi là mốt hàng model đầu tiên luôn á mọi người. Những cái sản phẩm gì mà mới ra mà gọi là model á, mẫu mới này nọ này kia thì ở đây là có trước. Hàng hóa chắc ở đây nha mọi người. Rồi là ngon. Nhát cứng ở phía dưới này luôn á mọi người. Phun ở trong đó hết nè. Mai mốt mà hàng có nhiều thì mình tấn ở trên tầng đó nữa mọi người. Tại vì giờ làm cái chỗ ngủ
ông xã thiết kế cái chỗ ngủ cho mấy nhỏ, mấy con phải hào chỗ ông thiết kế, mai mốt làm ở đây bằng nấu ăn đó mọi người, dạng giống như là nội thất đó mọi người, thiết kế nội thất bên trong đó, tủ bếp rồi vậy, để mình ra một cái xe mình đi du lịch không mọi người, thiết kế mình cử một cái xe mình đi du lịch châu Âu luôn đó mọi người. Tới mùa hè thì nói chung là đại gia đình cái thi cũng đại gia đình mình cũng có ý định là sẽ làm vlog nhiều nơi với mọi người, nên là sẽ sửa sang lại xe để mình đi có những cái chuyến đi đường dài, nó phục vụ cho những cái chuyến đi đường dài của mình nó tiện lợi hơn, có chỗ ngủ chỗ ăn, có chỗ ăn chỗ ngủ chỗ nghỉ khỏe. Mua đồ hôm nay xong rồi là sẽ có một chuyến cho ngày mai nữa, rồi sau khi mua xong hàng hóa thì mình sẽ quay luôn. Mình đi thêm một hai xuất hàng nữa, mình lấy hàng xong ngày hôm nay mọi người, xong ngày hôm nay lấy hàng rồi ngày mai mình lấy thêm một ít hàng nữa khỏe, là xong đó là mình sẽ quay một vài nơi, một vài chỗ cho mọi người xem ở thành phố Barcelona nhé. Ở cái chỗ này bán mèo thần tài đấy mọi người nè, đó mèo bự vậy nè, mọi người thấy không? Mình chuyên buôn ở ngoài chợ, hay là nói chung những cái địa phận mà mình tới thì chỉ có mình bán, chỉ có mình bán những cái loại mèo vậy thôi. Trời ơi. Mấy con mèo nó đẹp quá mọi người ơi. Nó dễ thương. Nhìn coi nè, nó phải nằm dưới ghế chứ. Này vậy mấy này ở bên đây người ta thích lắm. Mình đây mình cũng thích nữa mà. Hồ gì? Đá về bán. Nó sao chứ? Chẳng chứ đâu, chẳng chứ. Vậy là cũng đã xong công việc mua hàng ngày hôm nay. Và tiếp theo, gia đình Cathy sẽ vào trong trung tâm thành phố Barcelona để nghỉ ngơi và tham quan thành phố này. Cả nhà hãy cùng theo dõi gia đình Cathy để xem bên trong Barcelona có những gì nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.